Kính thưa quý vị, và ngay sau đây, để tiếp nối chương trình, quý vị hãy cùng lắng nghe một ca khúc rất vui tươi, nhẹ nhàng do hai giọng ca trẻ Ngọc Ánh và Khánh Huyền thể hiện. Xin mời quý vị cùng đến với nhạc phẩm Tiếng Chuông Đêm Noel. Chiều lòng lời